Để giảm cân, giảm mỡ nhanh chóng và hiệu quả thì việc tập cardio sức bền HIIT cũng rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ tập với một cấu trúc mới, đó là một bài chúng ta sẽ tập 3 lần. Lần đầu tiên 35 giây, lần thứ hai 30 giây và lần cuối cùng 20 giây. Sau đó sẽ đổi qua bài tiếp theo. Sau hết 5 bài thì chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và tập 5 bài mới nha mọi người. Chúng ta không cần dụng cụ, các bạn có thảm cũng được, không có thảm cũng được ha. Và bây giờ bắt đầu với phần khởi động nhé. Bài đầu tiên của phần khởi động, hai tay của các bạn sẽ khép lại đưa về phía trước nè. Bước chân phải ra, sau đó hạ xuống squat, hai tay mở rộng xong thu về khép lại và lặp lại với chân bên kia nha. Làm luân phiên trái phải nha mọi người. 4, 3, nhớ 30 giây, chuẩn bị, bắt đầu. Rất tốt. Bài tiếp theo chúng ta sẽ căng giãn phần cơ đùi sau, hai chân vẫn mở rộng như vậy ha. Rồi tới đây tay chống xuống phía dưới nha mọi người, nghiêng về bên trái trở về, căng giãn đùi, chuẩn bị bắt đầu. Rất tốt. Và bài khởi động cuối cùng, một bài rất là đơn giản, đó là gót chầm mâm, còn gọi tiếng Anh là butt kick nha mọi người. Hai chân đứng thẳng lại. Tới đây, gót chầm mâm, 1, 2, chạy hít thở đều, 3, 2, 30 giây. Xuất sắc, bây giờ chúng ta sẽ vô phần bài tập chính nha. Bài tập đầu tiên chúng ta sẽ hai chân mở rộng. Từ đây hạ tư thế squat, đứng dậy, xoay người về phía bên phải. Chúng ta sẽ làm lunges, đưa lên, trở về, sau đó squat, đứng lên và đổi bên. Làm luân phiên trái phải nha mọi người. Bài cardio đầu tiên vừa phải đơn giản thôi, bắt đầu. Rất tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 20 giây và lặp lại lần thứ hai với 30 giây nha mọi người. Về việc mà tập cardio á, cái chuyển động rất là nhanh cho nên á, thường là những cái bài đầu chúng ta nên tập chậm là một tí, sau đó chúng ta hãy bắt đầu tăng tốc dần ha. Rồi tiếp tục hai chân mở rộng ra, làm bài squat xong xoay. Rất tốt, chúng ta còn một lần nữa nha. Mọi người cảm thấy cấu trúc này như thế nào? Nó sẽ đơn giản lắm, cứ làm một bài 3 lần sau chuyển qua bài tiếp theo, không lặp lại ha. Rồi, hai chân mở lại. Không lặp lại có nghĩa là chúng ta chỉ thực hiện một vòng, sau đó đổi qua bài các bài khác. Bắt đầu.
Rất tốt các bạn. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. 4 cái nhảy nhón gót lên ha. Nhảy 4, 1, 2, 3, 4. Bước chân về phía trước, hô về, nhảy 4 cái. Rồi đổi chân. Ok. Làm liên tục trái phải nha mọi người. Nhón gót lên, còn gọi là vocal jump, bắt đầu. Rất tốt, nghỉ một tí nha. Mọi người cảm nhận ok không? À mà bắp chuối không khỏe sẽ cảm thấy bài này nó hơi khó tí ha. Nhưng mà chúng ta cần phải tập để cơ nó khỏe hơn, săn chắc cứng cáp. Ok, rồi tiếp tục nha. 4 cái nhảy và 1 cái bước. Rất tốt. Và dĩ nhiên chúng ta còn một lần nữa 20 giây nha mọi người. Khi mà mọi người nhảy như vậy, mọi người cảm thấy nhịp tim nó tăng lên dần đúng không? Đó là hiệu ứng của HIIT Cardio, sức bền tim mạch nha. 4, 3, 2, rồi lần cuối. Rất tốt các bạn, 20 giây nghỉ nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cardio nhưng mà cũng tập cho cổ chân và thăng bằng. 3 cái nhảy, phải, trái, phải, giữ ở đây, squat, sau đó lặp lại, trái, phải, trái. Nhớ 3 cái nhảy, 1 cái squat nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, 3 lần. 1, 2, 3, squat, tiếp tục. Rất xác, nghỉ 20 giây nha mọi người. Rồi sau đó chúng ta lặp lại lần thứ 2, 30 giây. Ngắn đi 5 giây cho nên cảm giác nó đỡ hơn. Ok. Cố lên mọi người. 6, 5, 4. Rồi, giữ nhẹ nha, giữ nhẹ. Rất tốt. Và chúng ta còn một lần cuối cùng, 20 giây thôi, ok. Hít thở. Nhịp tim bắt đầu tăng lên này. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, rất tốt mọi người. Bài tiếp theo rất là đơn giản thôi. Mọi người biết bài gì đâu không? Đó là bài Jumping Jack nha mọi người.
Rồi, còn nhớ không? Đứng thẳng hai chân bật ra, tay đưa lên trên. Thu về, nhớ 3 lần nha. Đây là bài số 4. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt. Những cái bài đơn giản như vậy á, nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà cũng rất là hiệu quả đúng không mọi người? Rồi, nghỉ một tí. Chúng ta sẽ tập lần thứ 2. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Rất tốt. Bây giờ chúng ta còn một lần nữa nha mọi người. Hít thở đều. Phải lên nha. Sau cái lần này chúng ta còn một bài nữa. Chúng ta sẽ nghỉ một phút nha mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, rất tốt cái bài. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài cuối cùng ha, rất là đơn giản thôi. Rồi, từ đây ha, chân đưa lên nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2, nhảy lên. 3 cái, 1, 2, 3, nhảy lên. Ok, lần phiên trái phải nha. Bài cuối trước khi nghỉ, 1 phút. Rất tốt các bạn, tranh thủ nghỉ 20 giây, làm lần tiếp theo 30 giây nha các bạn. Mình bảo đảm các bạn, các anh chị nào mà tập theo mình một thời gian á, cổ chân rất là khỏe luôn. Các anh chị cứ kiểm tra thử ha. Rồi, lần thứ hai 30 giây, hít thở 3, 2, 1, let's go. Rất tốt, nghỉ 20 giây nha. Còn một lần cuối thôi, 20 giây. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao, được chưa? Hít thở. 5, 4, 3, lần cuối cùng. Ok, 3, 2, 1, let's go. Xuất sắc, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong vòng đầu tiên.
Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một tí trước khi quay trở lại tập vòng tiếp theo nha. Các anh chị có biết rằng hiện tại có tới 73% các anh chị theo dõi video của Hubert nhưng mà chưa bấm nút đăng ký theo dõi. Cho nên trong trường hợp mà các anh chị thật sự yêu thích tập luyện với Hubert thường xuyên và chưa bấm nút đăng ký theo dõi thì hãy bấm nút đăng ký để giúp cho kênh video này tăng lượt tương tác cũng như là tạo động lực cho Hubert để có thể tạo ra nhiều video tập luyện hơn cũng như là chia sẻ kiến thức nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài đầu tiên ha. Tay đưa lên trên, bài sau đó xuống dưới. Từ đây các bạn có thể hạ đầu gối xuống hết đất cũng được ha. Hoặc là nhấc đầu gối lên. Ok, 8, 7, cố gắng lên nha mọi người. 5, 7 cuối cùng thôi là chúng ta xong rồi. 4, 3, 2, 1. Rất tốt, hãy nghỉ 20 giây ha. Và tiếp theo chúng ta làm lần thứ hai 30 giây nha mọi người. Thường á, làm cardio mọi người nên bắt đầu á, từ những bài chậm chậm, sau đó hẳn tăng lên dần nha. 4, 3, 2, bắt đầu. Rất tốt, nghỉ 20 giây. Còn 20 giây nữa nha mọi người. Nhớ nha, một bài 3 lần, đừng quên. Đôi khi á, mình nói chuyện vừa quay á, đôi khi mình quên luôn lên còn bao nhiêu lần hay là bài tiếp theo là gì luôn ha. Rồi, chuẩn bị nè, 4, 3, 20 giây thôi. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 20 giây ha. Và tiếp theo ở trong tư thế plank vừa tập cho vùng cơ bụng, cơ lưng khỏe, vừa tập cardio ha. Rồi 4, 3, 2, 1. Các bạn sẽ nhảy ra 4 cái. 2, 3, 4. Xong xoay trở lại đá ha. Rồi bắt đầu 35 giây. Cố lên. 1, 2, 3, 4. Rồi bật ra 4 lần. Rồi, rất tốt. Wow, mọi người cảm thấy sao? Ổn đúng không? Nhớ nha, nếu mà chúng ta không làm nặng được á, các bạn giữ đá nhẹ thôi. Hoặc là làm một hồi mỏi rồi, các bạn hãy hạ đầu gối, nghỉ tí không sao hết. Rồi lần tiếp theo, 30 giây. 3, 2, 1. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta còn một lần nữa thôi ha. Sau đó các bài sau chúng ta chỉ có đứng lên thôi. Ok, cố lên, cố lên. Ui, mồ hôi.
Mồ hôi đầm đìa, các anh chị có cảm nhận vậy không? Rồi, 20 giây cuối, cố lên. Rất tốt, xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tiếp theo. Nó sẽ nhẹ hơn tí nha mọi người. Ok, hai chân mở rộng nè. Hạ xuống, đứng dậy đấm 4, 3, 2, 1. Rồi xong tiếp tục ha. Ui, mồ hôi. Cố lên, cố lên. 3, 2. Rất tốt, nghỉ 20 giây. Rồi, còn 2 lần nữa. Tiếp theo 30 giây nha mọi người. Cố lên. Năm, bốn, hai chân mở rộng, xuống hết lên thở. Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Còn một lần cuối thôi. Và hai bài cuối cùng nó sẽ tốc độ nhanh hơn một tí ha. Có lên. Đây là lần cuối cùng tập bài này. Bài nhẹ, ok. 4, 3, 2, 1. Xuống hết, lên đấm. Rất tốt. Bài số 4 nha mọi người. Này, chúng ta sẽ bật về phía trước. Sau đó 1, 2, 3, 4. Chạy nâng cao đùi 4 bước về phía sau ha. Một cái bật, 4 bước chạy lùi. Ok, làm liên tục nha. 4, 3, 2, 1. Hít, thở bật nhẹ. Rồi, 4, 3, 2, 1. Rồi, xuống. Đập nhẹ. Rất tốt, thở lỏng nha. Trong trường hợp các anh chị cảm thấy mệt, không nhảy được không sao cả. Chúng ta sẽ bước về phía trước, squat xong đó, 4 bước về phía sau, ok. Nhịp tim mình tăng lên 140. Cố lên nha, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Còn một lần nữa thôi nha mọi người. Ê, mồ hôi. Hai mươi giây, cố lên, cố lên. 4, 3, 2, 1. Đáp nhẹ.
Rồi, rất tốt. Bài cuối cùng thôi nha mọi người, cố lên. Cuối cùng 3 lần xong, chúng ta sẽ hai cái bật nhẹ. Hà mong bật 1, 2, tay chống. Các bạn có thể bước về phía sau hoặc là bật về phía sau, xong bước về hoặc bật về, xong tiếp tục nhảy. Ok, bắt đầu. 1, 2, chống tay, bật hoặc là bước, trở về. Rất tốt. Wow. Cố lên nhanh chị. Nhịp tim mình trên 150 rồi. Nghỉ một tí. 10 giây nữa. 30 giây tập. 20 giây nghỉ. Và lần cuối cùng. Ok. Cố lên. Rồi 30 giây. 3, 2, 1. Hít thở. Rất tốt. Lần cuối cùng là xong rồi nha. Chúng ta sẽ giãn cơ, đặc biệt là phần cơ chân, cơ mông nha. Ui. Wow. Trên 350 calo đốt rồi. Cố lên nha mọi người. 350, 400 là bình thường đúng không? Bắt đầu 20 giây. Xuất sắc. Wow. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một tí, khoảng 10 giây hít thở. Sau đó chúng ta ngồi giãn cơ. Ok. Đây, ngồi xuống nè. Hai chân duỗi thẳng ra. Rồi gập xuống. Rồi hít thở. Giữ. Ba, hai, một. Các bạn sẽ nằm ngửa ra nha. Rồi căng cái phần đùi trước, đùi sau. Giữ, kéo. Rồi từ đây vẫn là chân đó, đổ dồn về phía đối diện. Căng cái phần mông, lưng, Atiben. Ba, hai, một. Rồi vẫn là xoay luôn hẳn về phía bên đó ha. Rồi kéo cái chân về sau, căng đùi trước luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về và đổi chân. Lần này chân đối diện, còn lại đưa lên. Rất tốt, bây giờ đặt qua ha. Rồi giữ cái vai lại. Rồi nhớ xoay, cầm cái bàn chân kéo về sau nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi dậy. Đứng dậy nha mọi người. Rồi thả lỏng này. Rồi tay đưa về phía sau, mở bờ vai, mắt nhìn lên trên. Rồi hai chân mở rộng ra, xoay về phía bên phải, duỗi. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi bên. Cảm giác khi mà tập cardio HIIT sức bền á, tim phổi đập, mồ hôi ra, nó rất là đã đúng mọi người.
Cảm giác thật sự giống như chúng ta vừa mới giảm được 1kg luôn rồi đúng không? Rồi, rất tốt, chúc mừng các anh chị đã hoàn thành xong cấu trúc của ngày hôm nay ha. Đừng quên tập lại video này trong 1-2 ngày tới nha. Và nhớ bấm theo dõi các trang mạng xã hội của Hippos. Ok, và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube này nha. Bởi vì hơn 70 người xem video nhưng mà chưa có bấm đăng ký. Và lưu ý nhớ chờ đón video tiếp theo và tập luyện thường xuyên nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.